Rồi đụng xe ở kia các bạn, nó đụng xe này, để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không, đụng xe nè, biết có chết không. Trời mưa quá nên cái bà kia bấp bênh qua đường bị xe đụng. Ây da, quá trời.